Linh xem trực tiếp trận Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 21 Night World V-League 2022 sẽ diễn ra vào lúc 17:00 ngày 22 tháng 10. Hoàng Anh Gia Lai trải qua chuỗi 8 trận không thắng tại V-League 2022 và gần đây nhất là thất bại 0-2 trước Viettel trên sân Hàng Đẩy. Màn trình diễn tệ hại này đẩy đội bóng phố núi rơi xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và có nguy cơ phải đua trụ hạng khi chỉ hơn đội cuối bảng Thành phố Hồ Chí Minh đúng 5 điểm. Huấn luyện viên Kia Tisak nói rằng, chuỗi trận không thắng vừa qua ảnh hưởng lớn đến tâm lý cầu thủ. Do đó, Hoàng Anh Gia Lai cần tập trung lấy lại tinh thần cho các trận đấu tiếp theo để hướng đến kết quả tốt hơn. Đối thủ của họ ở vòng 21 V-League là câu lạc bộ Đà Nẵng. Đội bóng của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng vừa tìm lại được niềm vui chiến thắng sau trận thắng Thanh Hóa 1-0 cách đây vài ngày. Tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai trên sân Hòa Xuân, Đà Nẵng quyết tâm giữ lại 3 điểm. Một kết quả thuận lợi sẽ giúp đội bóng sông Hàn tiến gần hơn với nhóm an toàn, đồng thời có thể trụ hạng sớm hơn. Tuy nhiên, Đà Nẵng sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Võ Ngọc Toàn trong trận đấu này do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Những phương án thay thế sẽ được huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đưa ra nhằm bảo toàn sức mạnh đội hình. Trận đấu giữa câu lạc bộ Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai sẽ diễn ra vào lúc 17:00 ngày 22 tháng 10. Linh xem trực tiếp trận Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai, kênh mình để trong phần mô tả nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ New. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn. Thank you.